Ở phía trên họ là Solimat, Alexis McAllister, Karumituma, cầu thủ đang đạt phong độ rất cao trong mùa giải năm nay. Và người sẽ thi đấu ở vị trí cao nhất là tiền đạo trẻ Evan Ferguson. Tuyển Việt Derby trong 5 trận đấu đầu tiên dẫn dắt Brighton không có được chiến thắng. Nhưng bây giờ thì Brighton của ông đã đi đúng quỹ đạo. Thậm chí nhiều người còn đánh giá Brighton thời điểm này xuất sắc hơn so với Brighton của Graham Potter trước đây. Một tình huống chuyền dài quen thuộc từ vị trí của thủ thành Robert Sanchez của một người Tây Ban Nha. Mitoma luôn là một hạt nhân quan trọng bên hành lang cánh trái. Và McAllister, Mitoma đối đầu với Chalobah. Mitoma chuyển ra, sút bóng không vào. Và McAllister đang là những đối tác rất ăn ý với nhau. Những tình huống đi bóng vào từ hành lang cánh trái, giữ bóng và vượt qua đối thủ, đó đã trở thành thương hiệu của Mitoma. Thôi, đó là Manchester City với con số là 65%. Với Sanchez, Mitoma. Cần phải đặc biệt lưu tâm trước các pha áp sát của Brighton. Chelsea đã để mất bóng trong những tình huống như vậy và vẫn có những pha bóng khác mang đến nhiều lo lắng cho cổ động viên đội chủ nhà. Mitoma. Mitoma đối đầu với Chalobah và có thêm sự hỗ trợ của Pulisic. Mitoma, Esubinan, Solimat chân trái, Solimat không vào. Là người được tin tưởng ở những quả đá penalty bên phía Brighton. 5 bàn trong số đó là những quả đá penalty thành công của McAllister. Mitoma không thành công. Denis Zakaria đã để mất bóng. Mitoma vượt qua một loạt một cầu thủ của Chelsea, từ các tiền vệ cho đến các hậu vệ một cách đơn giản. Nhưng cú đá của anh là không thực sự hóc hiệp. Đường chuyền chính xác. Ferguson, Mitoma. Tốc độ mà Brighton triển khai bóng từ phần sân nhà là cực kỳ ấn tượng. Mitoma đã thực hiện một tình huống xỉa bóng vượt trội cho Chelsea và họ cũng đã tạo ra được 8 cú dứt điểm so với 2 của Chelsea. Mitoma. Mitoma, Francisco, điều mà Chelsea đang không thể có được. Mitoma, McAllister, Mitoma, tiếp tục là Mitoma. Mitoma. Phản công cho Brighton, Mitoma. Biết rằng là cầu thủ có số lượng đường chuyền thành công nhiều thứ hai tại ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, sau đúng một người là Rory của Man City. Goal!
dứt điểm rồi, không thành công. Danny Welbeck đã chặn lại cú đá của đồng đội. Các cầu thủ Chelsea đang di chuyển rất bị động. Mitoma, Mitoma, Welbeck. Mitoma. Một bàn thắng Brighton ghi được và hai lần bóng làm rung chuyển khung thành của Chelsea. And he score. Mitoma. Mitoma. Richem vào sân đang thi đấu rất thiếu ấn tượng. Chaloba đẩy vào thi đấu cặp trung vệ với Badiasil cũng không thể làm được tốt hơn những gì mà anh thực hiện trước đó trong vai trò của đội vệ phải. Alistair, Mark Alistair phối hợp 1-2. Francisco. Mitoma. Matuk Kovacic. Danny Welbeck. Mitoma. Cú phá bóng của Richem. Mitoma. Estupinan. Richem. 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 Không một đồng đội nào tạo ra điểm cắt. Estupinan. Không phải, đó là Moses Caicedo. Đây mới là Estupinan. Hakim Ziyech. Francisco. Kovacic đã để mất bóng. Mitoma. Estupinan. Không có lỗi dùng tay chơi bóng của Richem. Hakim Ziyech.